Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì em lại lên đơn cho một bác khách quen ở trong miền Nam. Trước bác có mua của bên em một cặp H1 2015 hoàn chỉnh. Cặp đó là 15.600.000 bao ship. Thì hôm nay tiếp tục em gửi đến toàn thể các bác một cái sản phẩm khá là chất lượng do bên em nghiên cứu, sản xuất và phát triển. Đó là Superfur TH115XN. Như các bác đang xem đây là TH115XN. Hiện tại đang đậu cùng sân với một số dòng sản phẩm của châu Âu rất là cao cấp do bên em đấu thầu và nhận đấu thầu sơn lại cho một số anh em quen biết. Đấy, các bác nhé. Con này là súp 40 tới 2100. Nắp bát của RCF, mã của nó bát là 15QP010. TH115XN. Trong đây là cái thùng loa mà em đã lắp hoàn chỉnh lên, là bây giờ là chỉ có bán mỗi lưới vào test thử, sau đó là đóng gói gửi hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Thùng thì sản phẩm này sau này em có thương mại rất là nhiều. Và sản phẩm này thì bên em có hai chế độ cho bác lựa chọn. Một là các bác mua thùng, hai là các bác mua hoàn chỉnh cả thùng cả củ loa. Thì thùng bên em bán là 4.600.000 một cặp các bác nhé. 4.600.000 một cặp thùng này. Còn các bác mua lẻ một chiếc thùng thì là 2.500.000 một chiếc thùng. Và cái cổ bát bên em đang nắp ở trên cái thùng này là 3.200.000 một cặp. Và bát này là không bán lẻ đâu nhé. Thì bây giờ em sẽ tính cho các bác này. 4.600.000 thùng. 4.600.000 thùng cộng với là 3.200.000 bát là bằng 7.800.000 bao ship và chưa có bánh xe. Nếu như bánh xe thì các bác cộng sẽ là cộng thêm 500, nhưng bên em chỉ lấy giá tròn là 8.100.000 là cả thùng, cả củ bát và cả bánh xe, coi như một chút quà khuyến mại cho các bác. Còn 7.800.000 là không có bánh xe, còn nếu mà bánh xe thì sẽ là 8.100.000 các bác nhé. Đấy. Superfur. Con này thì một cặp như này, một cặp như này các bác đặt đứng đặt đứng lên hoặc là xếp chồng lên nhau thì lực đánh của nó ngang với một chiếc súp kép mặt 50 các bác nhá, ngang với một chiếc súp kép mặt 50. Để chứng minh cho cái đó thì em sẽ có ngay đây là một chiếc súp kép mặt 50 hàng vãi, thì em sẽ bê ra đo đi được chưa, bê ra và đo đi, thế thôi, không có test tiếp gì hết, chỉ có đo lên thôi để các bác xem như nào. Em chỉ HPF 150Hz thế thôi, trên cái có sẵn nguồn đẩy và các bác sẽ nhìn thấy thông số thực tế như thế nào để các bác biết đường mà các bác lựa chọn. Thì một đôi này mới giá nó mới chỉ ngang với một chiếc súp kép các bác nhé, giá một đôi này mới ngang một chiếc súp kép 50. Đấy. Và làm theo cái kiểu quy chuẩn này. Tức là nói chung là cái thùng này là bên em nghiên cứu là để cho nó gọi là gần như là khớp với tất cả các củ loa. Còn nếu như cái thùng này thiết kế riêng cho một đời củ loa nào đó thì là nắp củ loa khác vào nó không ra được cái chất đó đâu. Còn đây là thùng gọi là thùng đa năng. Thì em tính khối lượng nó gọi là khá là ổn thôi, khá là ổn thôi. Để hợp với tất cả các củ loa hiện tại các bác đang có cái này thì bên em nhận thầu và làm như thế. Được chưa? Đây nhá. Thì bây giờ anh em chúng em sẽ nắp lưỡi vào. Và sau đó là sẽ đo lên để các bác xem là cùng một tín hiệu công suất ra, cùng một khoảng cách, cùng một điện áp và nói chung là cùng một mức công suất định mức ra. Một chiếc súp kép với hai chiếc súp đơn thì cái nào kêu to hơn, tần số đáp ứng nó như thế nào, để các bác cùng xem nha. Ok, sau khi em đã setup lên thì các bác nhìn này. Đây nha, đây là TH115XN này. Còn đây là súp kép EGNA E218 này. Thì khoảng cách mic đến loa em để khoảng 1 mét thôi nhé. Khoảng 1 mét thôi, bởi vì giờ không có công cụ đo chính xác. Và mình đo này gọi tương đối thôi. Vì em sẽ bật đẩy lên. Em sử dụng con Sansui SA3680 này để làm cục đẩy đánh súp, tức là đo lấy mẫu thôi. Cắt tại 150Hz HPF. Em sẽ phát lên này. Các bác nhìn thấy gì không nhỉ? Thấy chưa? Đây là súp E218. Đỉnh lên đây là 4 thì em sẽ cố tình là cho nó lên đến 7 hoặc 8 dB nhé. 7 dB thôi.
giờ là 7.46, gọi là 7.5, trung bình là 7.5 decibel nhé. 61 Hz. Ok. E218. Rồi. Bây giờ em sẽ bê mic này sang bên cạnh. Đấy. Cũng tương tự nha, khoảng cách tương tự như nhau. Đấy, và em sẽ cắm cái dây này vào. Dây này là có xúc bên kia. Các bác cùng xem độ nhạy của nó như thế nào. Độ nhạy của nó thì nó gọi là nhỏ hơn chút xíu, nhưng tần số đáp ứng thấp hơn thì nó lại vừa trội hơn này. Tần số thấp hơn, vừa trội hơn, các bác nhìn rõ không? Đấy. Thì em thay đổi cái màu của cái E218 cũng màu xanh nhé, để cho các bác dễ nhìn. Ok. Thì đây là cái TH115XN. Thì độ nhạy của này là cao nhất là chỉ có được có cộng 6 decibel dương. Mình nói nôm na là hai con nó sẽ là 96 decibel. Còn một con này là một con này là 97 decibel. Mình nôm na nói như thế các bác nhé. Đấy. Thì đây, thông số đây các bác nhìn. Nhìn kỹ thông số nhá. Ok, như vậy là các bác đã biết về cái sensitivity. Thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhé. Đây là mặt sau này. Dây xanh trắng là để cắm xúc và cắm dây ninh lên cái nó trên. Còn E218 là dây đỏ đen. Đấy. Hoàn toàn đồ em sử dụng như thế này thôi. Từ mic này đến loa này khoảng 1 mét. Các bác đi làm thì các bác để này hoặc đặt đứng lên tùy. Em để này cho nó gọn. Thật ra nếu mà đặt đứng lên thì nó cộng hưởng nó sẽ nhỉnh lên là 0.3 hoặc 0.8 decibel tùy vào không gian diện tích các bác dùng. Cái tiếng bass nó sẽ được nổi hơn tí nữa. Đây cái thông số của nó đây. Này các bác về là các bác biết tầm căn rồi nhá. Đo tại 1 mét nó là như thế. Đây là E218 này. Đấy. Đây là subwoofer 118XN. Đây là so sánh về cái sensitivity, độ nhạy tín hiệu đầu vào giữa một cái như nào và hai cái như nào. Về cơ bản thì cái nhịp tần số thấp hơn ấy nó đã vượt trội hơn rồi. Và không nói đến cái vị nhịp tần số cao hơn nó cũng nổi bật hơn. Đấy nhá. Con này thì cân bằng ở điểm 0 này là 41 Hz. Em sẽ ẩn cái này đi, em hiện cái 218 lên. Cân bằng tại điểm 0 là 43 Hz. Tức là nó sẽ êm hơn và sâu hơn một tí. Đấy, êm hơn và sâu hơn một tí. Đấy, ok. Như các bác thế là đã biết về thông số rồi nhá. Đây là em cố tình em HPF 150 Hz thì nó được như này. Đấy, chúng ta chỉ cần quan trọng cái tần số đáp ứng thấp nó như thế nào, đo như này. Thực tế đây nhá, khách quan đây nhá, không có một tí nào là sử dụng kỹ xảo. Đây nó có máy tính này, cục đẩy này, hết trong cái gì cả. Đây. Dây cắm từ đây nó vào cắm ở đây. Xong dẫn về đây ra nó. Cục đẩy này đánh với không gian diện tích vừa phải thì ok. Đánh loa sân vườn thì ok, đánh các loa sự kiện thì không chơi được. Nó bị đuối, nó ngóp tiếng lắm. Đây nhá, thực tế đây nhá. Còn các bác nào vẫn thắc mắc nữa, tùy. Đây là thực tế em nói rồi, nói đi đôi mới làm đi nhá. Bác đang sử dụng là RCEP QP 15010. Còn này là con bãi xịn. Được chưa? Về cơ bản là nó hơn, nó sẽ hơn. Nhưng mà có một cái điểm yếu là độ nhạy thì nó sẽ thua. Bởi vì con này là 18 inch, con này có 15 inch. Được chưa? 18 inch, 15 inch. Êm hơn thì con này đánh êm hơn. Cục hơn thì con này nó nổi hơn tí. Đấy. To mồm hơn con này cũng hơn một tí thôi. Hơn có 1 dB thôi. Ok, xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau nhé. Có gì hay em tiếp tục quay và chia sẻ với toàn thể các bác. Đây là một đoạn trích đoạn vui nhá. Em test E218 với bản phá loa, bản đốt loa. Đấy. Các bác nhớ tên bài hát đi nhá. Nhớ tên chưa? Ok. Màng loa nhảy hết cỡ mà xót ruột lắm. Toàn.
toạc. Các bác nhìn này, toạc toạc toạc. Thấy chưa? Ok nhá. Vẫn giữ nguyên công suất như vậy, em tuông ngược lại, em cắm sang cái con TH115XL. Nhìn cái mũi kìa, màng nó nhảy hết cỡ nhưng nó không toàn toàn như vậy. Và con này là đã bị nằm lại rồi, tay khô rồi. Về cơ bản ấy thì con này đánh nó sẽ vượt trội hơn về cái nhịp tần số. Con này 100% ấy thì con này chỉ ra đến 60% thôi. Còn lại là phải HPF xuống, không là nó phọt khói à. Hoặc không phọt khói nữa, không có phọc ọp mà nghe khó chịu lắm. Nhưng con này thì gần như không cần. Đánh rất là đực. Các bác mà đeo tai nghe là đánh như một chiếc súng kép. Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Chính thức là kết thúc nhé. Các bạn nào quan tâm đến đồ gì thì alo trực tiếp cho em. Bây giờ em phải nhá hết đống này đây. Đấy, phải nhá thôi. Nhìn cái chân cao su. Ok nhá, kính chào toàn thể các bác nhé.